Lời tiên tri chính xác 100% gây rúng động giới tử vi về hai con giáp càng khổ càng giàu, đang nợ ngập đầu bỗng phất lên làm đại gia. Định mệnh của bạn trong đại hạn chính là số kiếp phú quý hoàng kim. Quý tín chủ thân mến, tôi không biết vì sao bạn đến được đây, nhưng thật hữu duyên khi ta được gặp nhau tại khoảnh khắc này. Tiên tri biết trước tương lai không phải là mong cầu lớn nhất, nhưng lại là bản lề song hành cùng vận mệnh con người, hưng thịnh hay suy tàn. Từ Đông sang Tây, từ cổ chí kim đến thời bình thực tại, các nhà tử vi, nhà phong thủy, nhà chiêm tinh vẫn đang miệt mài nghiên cứu và đúc kết về số mệnh của con người. Và thần đồng tiên tri Ấn Độ là người nổi bật chấn động hơn cả khi đã 5 lần dự đoán chính xác về vận mệnh nhân loại và những thảm họa đã xảy ra. Giới tử vi học mới đây nhất cũng đã đưa ra hàng loạt dự báo về số mệnh của 12 con giáp trong năm 2023, năm tiếp theo của đại hạn thế kỷ. Trong đó, nổi bật nhất là về số mệnh của hai con giáp định mệnh hơn người, cứu vớt cả thiên hạ đi qua cơn đại nạn này. Nếu tín chủ may mắn là một trong hai con giáp sắp được luận giải này, tức là tấm bản đồ tương lai đã trải rộng ra trước mắt. Hố sâu vực thẳm hay rừng vàng biển bạc đã hiển lộ sự lựa chọn trong tâm trí bạn qua lời nhắc mệnh này. Sinh ra trong thời loạn là bất hạnh, nhưng công thành danh toại, giàu sang phú quý giữa thời loạn, đó chính là may mắn mà hai con giáp này xứng đáng nhận được. Xin chúc mừng tuổi Dậu. Khổ tận cam lai, tiền đầy túi, vàng đầy kho, làm đâu tháng đó, đổi đời giàu to. Người tuổi Dậu bản tính lanh lợi hoạt bát, bạn thông minh và là người khá sôi nổi, hăng hái tham gia các hoạt động xã hội và được bạn bè người thân giúp đỡ, con đường sự nghiệp của Dậu khá thuận lợi bằng phẳng. Xét chung về người tuổi Dậu thì đây là một người thành thực cơ trí nhưng hiền lương sôi nổi, hoạt ngôn, có thể thoải mái kết bạn, giỏi xã giao. Họ may mắn được quý nhân nâng đỡ, giúp cho hoàn thành chí lớn. Người tuổi Dậu thường có ngoại hình đẹp, dáng vẻ oai phong và không bao giờ luộm thuộm, khá hấp dẫn, nhất là nam giới. Họ rất quan tâm tới hình thức, con giáp này có thể đứng trước gương hàng giờ và cũng không ngần ngại tung tiền để mua sắm quần áo. Cũng giống như những chú gà trống thích khoe bộ lông tuyệt đẹp, tuổi Dậu thích thể hiện mình và khá tự hào về bản thân. Họ thích được tâng bốc và chú ý, nhanh trí mà lại thực tiễn và phong phú. Tuổi này nhất quyết chỉ làm những gì mà họ làm qua hoặc cho là phải, tính thẳng thừng nên trung thành tuyệt đối. Những người tuổi Dậu thường là những người cứng rắn, kiên cường, ý chí mạnh mẽ. Họ cũng là những người khá nóng nảy và không đủ kiên trì. Do họ quá thật thà thẳng thắn, đôi khi họ không để ý đến cảm giác của người khác, dễ làm tổn thương người khác. Tuổi gà thích đi xa nhà, đặc biệt là đi với bạn bè yêu kính mình. Ở nhà ăn cơm một mình không xong, thà đi chơi thâu đêm với một bầy bạn hỗn độn còn sướng hơn. Trực diện thì có lẽ là nổi tiếng nhất xóm, nổi bật thì có nổi bật, nhưng khi ở một mình thì tuổi gà lại cứ thích suốt về cuộc sống đơn giản, thủ cựu. Tuổi gà cần biết giá trị của tình cảm và linh hồn cũng không kém gì diện mạo. Tất cả mới là cuộc sống vuông tròn. Đặc điểm nổi bật trong tính cách của Dậu là sự trung thành. Họ luôn là người bạn tận tụy, đáng tin cậy, biết giữ lời hứa và làm đúng như những gì mà họ đã nói. Họ cũng là những địa chỉ đáng tin cậy để bạn bè tìm lời khuyên hay là sự giúp đỡ. Đánh lừa được họ cũng chẳng phải chuyện dễ. Bản tính thận trọng và hoài nghi cộng thêm sự nhạy bén khiến con giáp này khá tỉnh táo, siêng năng và có trách nhiệm là điểm cộng trong tính cách của người cầm tinh con gà. Bên cạnh gia đình, sự nghiệp là hai thứ họ ưu tiên. Với những người tuổi Dậu, gia đình là chốn bình yên, nghỉ ngơi, là chốn công sở, phải là nơi để họ tỏa sáng nổi bật. Tuổi Dậu thích ứng rất chú ý, bởi vậy trưng diện cũng là sở thích của họ. Người cầm tinh con gà đặc biệt chú trọng chăm sóc ngoại hình, diện mạo, ưa chải chuốt. Họ muốn mình phải thật chỉnh chu khi xuất hiện trước mọi người. Tuổi Dậu thường khá rõ ràng trong cảm xúc, hoặc là thích, hoặc là không.
Với họ, không tồn tại thứ tình cảm lửng lơ. Tuy rất thẳng thắn khi trình bày các quan điểm và ý tưởng của mình, họ vô cùng kín tiếng về những rung động con tim. Không phải loại người ruột để ngoài ra, tuổi Dậu sẽ không bao giờ kể lể về nụ hôn của mình. Thẳng thắn, tài quan sát sắc bén cũng là tính cách nổi trội của tuổi Dậu. Trong công việc, họ có xu hướng làm việc tích cực, chăm chỉ hơn những con giáp khác. Họ có khả năng tập trung cao độ vào mục tiêu mình đề ra và có quyết tâm lớn để hoàn thành nó. Quản lý tài chính là sức mạnh của tuổi Dậu, cả trong cuộc sống riêng và trong công việc. Khi dính đến tiền nong, họ luôn tỏ ra thận trọng. Con giáp này có thể quản lý rất tốt tiền của người khác hoặc trở thành cố vấn tài chính, giám đốc ngân hàng và kế toán giỏi. Cũng giống như những chú gà, cần mẫn, miệt mài, đào bới sun ở những vùng đất khô cằn. Tuổi Dậu có biệt tài tìm thấy tiền ở những nơi khó khăn nhất. Đó là phần thưởng cho những ngày tháng lao động không ngừng nghỉ của họ. Trong công việc, tuổi Dậu thường tích cực hơn cả. Họ coi sự nghiệp là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Con giáp này làm việc chăm chỉ, hoàn thành tốt được mọi công việc được giao và thường đạt tới đỉnh cao trong nghề nghiệp đã chọn. Tính cách có phần hiếu thắng, không bao giờ muốn tụt lại phía sau, nên họ luôn nhắc mình phải tự phấn đấu không ngừng. Họ có tinh thần trách nhiệm cao, luôn hết mình vì công việc, ghét những kẻ đi làm mà lông bông, không tập trung. Năm 2023 hứa hẹn là một năm nhiều may mắn với người tuổi Dậu. Mọi mặt của cuộc sống đều có những bước chuyển biến đáng kể. Bản mệnh hãy mạnh dạn nắm bắt cơ hội để vươn lên. Tử vi tuổi Dậu năm 2023 cho thấy bố cục quý thủy tọa mão mộc là cục diện thực thần tọa thiên tài, tạo nên thực thần sinh tài, mà quan hệ giữa bản mạng với thái tuế lại là mão Dậu tương xung. Như vậy, theo lý luận thập thần cổ xưa, thì thực thần sinh tài vốn là một dấu hiệu đại cát, có điểm sinh tiền tài và quan hệ tình cảm thuận lợi. Nhìn chung, năm 2023, người tuổi Dậu có vận trình chủ về sự đa tài, đa nghệ mà cũng đa tình. Trong kinh doanh làm ăn, thì bạn có đầu óc hơn, nhạy bén hơn. Vòng tròn quan hệ xã giao cũng được mở rộng. Sự khéo léo mang về cho người tuổi Dậu vận nhân duyên tốt đẹp. Đồng nghiệp được đối tác hoàn toàn tin tưởng, dựa dẫm vào bạn. Có thể nói, tuổi Dậu quả là một cao thủ kiếm tiền. Tuy nhiên, bởi quan hệ tương xung nên để đạt được thành công này, người tuổi Dậu phải vất vả bôn ba khá nhiều. Mọi chuyện không diễn ra theo đúng kế hoạch, vận trình không phải lúc nào cũng dễ dàng. Người tuổi Dậu cần lưu ý, bạch hổ tiềm tàng trong năm, không nên phạm vào thị phi, cố chấp, chèn ép người lương thiện, bằng không vận trình sẽ xuất hiện rắc rối. Cát vận của tuổi Dậu chủ có thiên tài tinh tọa mạng. Năm 2023 sẽ có lợi cho những nghề nghiệp và thu nhập không chính thống, nhất là những bạn có hạng mục liên quan đến cây cối, nông sản, rừng. Năm 2023 này, đường tài lộc của Dậu khá vượng, nhiều người có cơ hội phát tài nhờ những công việc làm thêm hoặc từ những khoản đầu tư. Vì thế mà bạn càng cần nhanh chóng chấp lấy thời cơ thuộc về mình. Người làm công ăn lương nếu đã có thu nhập ổn định thì nên nghĩ đến việc đa dạng từ nhiều nguồn thu. Hãy tham khảo các kênh đầu tư, tiết kiệm hoặc bắt tay vào công việc làm thêm. Túi tiền của bạn ắt sẽ trở nên rủng rỉnh hơn trước đó nhiều. Người làm kinh doanh buôn bán tự thân có thêm các nguồn thu nhập ngoài luồng, tổng thu nhập không hề kém cạnh bất cứ ai. Bạn có thể mạnh dạn đi theo những định hướng mà mình đã vạch ra từ trước. Còn giáp phát tài bất ngờ năm 2023 này, hãy hợp tác với những người có cùng chí hướng, đáng tin cậy. Đôi bên sẽ cùng làm ra một khoản kha khá đấy. Chưa kể năm Quý Mão 2023 sẽ đem tới cho 4 tin vui người tuổi Dậu. Cát tình đào hoa rơi và đường tình duyên nên quan hệ hôn nhân gặp nhiều may mắn. Người đang cô đơn thì được trời đưa đẩy đến một mối lương duyên đẹp. Nhiều tin vui liên quan đến yêu đương sẽ hợp đến. Vận đào hoa là cơ hội tốt cho những người đã kết hôn. Gặp đào hoa thì hôn nhân hạnh phúc, cuộc sống tình cảm nhiều màu sắc, nhất là
những người có gia đình chuẩn bị có em bé, con cái có thể trở thành gia vị hạnh phúc của hôn nhân. Năm nay có thương quan cát tinh nhập mệnh thì nhiều phúc khí, làm gì cũng may mắn, các mối quan hệ trong xã hội cát lành, khó khăn của bạn có người ra tay cứu giúp, kẻ gian không có cơ hội hãm hại bạn. Dậu tuy là con giáp, học chưa chắc giỏi nhưng rất giỏi kiếm tiền, cộng thêm có cát tinh trợ giúp nên dễ có được cơ hội giàu có, làm ăn gặp nhiều mối ngon, đường sức khỏe thì không có gì đáng lo ngại, chỉ có xây sát nhẹ, không có tai nạn, nên trong năm người tuổi Dậu cần phải thực hiện chế độ ăn ít dầu mỡ. Nếu bạn hay bị ho, hãy tránh xa các loại cá như cá thu, khói thuốc lá thường rất dễ khắc chế đến ung thư phổi. Và bây giờ là vận trình chi tiết từng tuổi Dậu theo năm sinh âm lịch, đúng 6 tháng đầu năm 2023 âm lịch. 1. Kỷ Dậu 1969. Tuổi Kỷ Dậu dễ trở thành con giáp phát tài bất ngờ năm 2023, bởi bạn vốn là người có tính cách mạnh mẽ quyết đoán, sẵn sàng bắt tay vào những công việc mới mẻ, ngay cả khi mọi người đều có ý từ chối. Nhờ thế, bạn có thể phát hiện ra những cơ hội quý báu mà nhiều người vô tình bỏ qua. Cát tinh phù trợ giúp bạn có thể phát tài nhanh chóng chỉ bằng các công việc tay trái. Con giáp này có cơ hội làm quen với nhiều khách hàng, đối tác triển vọng, giúp cho đồng tiền đổ về túi nhanh chóng hơn cả. Những công việc chính, thậm chí một số người nghĩ đến việc biến công việc tay trái thành công việc chính của mình để túi tiền dư giả và có triển vọng phát triển. Riêng về công việc chính, dù trong quá trình công tác, làm ăn vướng phải không ít cản trở, song chỉ cần cố gắng khắc phục thì bạn sẽ nhận thấy rằng tổng thu nhập năm nay của mình khá hơn nhiều so với năm ngoái. 2. Tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Người tuổi Tân Dậu vốn có bản tính chăm chỉ, vì thế mà chẳng có gì ngạc nhiên khi từ trước đến nay bạn đều phát triển một cách rất bền vững. Tuy nhiên, nhờ có may mắn mà bản mệnh có cơ hội phát tài bất ngờ trong năm 2023 này. Nguồn tiền của bạn có thể đến từ các công việc tay trái khi mà bạn ngày càng khẳng định vị trí, vai trò trong lĩnh vực của mình. Nhiều khách hàng đối tác đổ dồn đến với bạn, khiến bạn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Tất nhiên, trong quá trình làm giàu cũng khiến bạn phải tốn khá nhiều thời gian và công sức, song thành quả ắt sẽ khiến cho bạn thấy hài lòng. Một số người khác bất ngờ nhận tiền đầu tư từ người thân, hãy có cách sử dụng khoản tiền này đúng đắn. 3. Tuổi Quý Dậu 1993. Người tuổi Quý Dậu thông minh khôn khéo, có cái nhìn độc đáo trên nhiều phương diện của cuộc sống. Đồng thời, bạn cũng luôn cẩn thận cân nhắc mọi mặt vấn đề kỹ càng, nên ít khi rơi vào bẫy của kẻ xấu giăng sẵn. Trong năm 2023 này, bản mệnh có cơ hội trở thành con giáp phát tài bất ngờ. Bản mệnh có cơ hội trở thành con giáp, đó có thể là số tiền lời lãi từ những khoản đầu tư nhỏ lẻ trước đó của bạn. Có thể khi bắt tay và thực hiện những kế hoạch đầu tư ấy, bạn chỉ có ý định thăm dò thị trường, thử sức bản thân thôi. Nhưng kết quả lại đem đến cho bạn một khoản lãi lời không ngờ. Khi nhận được khoản tiền này, bạn có thể xem xét đầu tư lớn hơn, tin tưởng hơn vào định hướng của bản thân mình. Với người làm ăn buôn bán, bạn có thể bắt tay và thực hiện kế hoạch ngay từ đầu năm khi mà cát tinh đều vây quanh giúp sức. Chúc mừng tuổi Thân là con giáp khổ tận cam lai. Năm 2023, tiền rơi trúng đầu, giàu có hết phần thiên hạ. Người tuổi Thân trong tứ trụ có Sửu Thổ, nắm giữ mệnh cách của thân kim. Kim được thổ trường sinh, nhờ đó mà cả đời được hưởng an lành, hạnh phúc. Nếu được người thân và bạn bè giúp đỡ thì càng có thể phát triển năng lực của bản thân, sự nghiệp ngày càng thăng hoa, rực rỡ, tài lộc đầy nhà, cả đời được người người nể trọng. Thân là con giáp đứng thứ 9 trong 12 con giáp phương Đông. Theo quan sát của dân gian, khỉ vốn là loài vật rất thông minh, nhanh nhẹn. Vì vậy, người mang tuổi này
được cho là có nổi bật với tài trí, sự khéo léo, linh hoạt và giỏi giao tiếp. Trong công việc và đời sống, người tuổi Thân sở hữu nhiều tài lẻ bẩm sinh nên có thể gặt hái thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trí thông minh, sự linh hoạt, khả năng tập trung cao độ giúp họ học một biết mười, luôn sáng tạo ra những cách làm hay. Bất kể là diễn viên, nhà văn, nhà ngoại giao, luật sư, vận động viên, doanh nhân, chỉ cần tuổi Thân muốn làm là có thể chinh phục được. Tuổi Thân có tính cách cởi mở, dễ hòa đồng, hào phóng, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ mọi người, nên có nhiều bạn bè, đồng nghiệp yêu quý. Họ có khả năng nắm bắt tâm lý người khác nên ứng xử tinh tế, luôn mang lại niềm vui cho mọi người. Người tuổi này rất kiên định với ý tưởng của bản thân, hiểu rõ ưu và nhược điểm của chính mình để tìm cách phát huy tốt nhất. Vừa thông minh, lém lỉnh, lại ham học hỏi, nên người tuổi Thân thường trưởng thành sớm, đạt được thành công trong công việc khi còn trẻ. Trong vấn đề tình cảm, tuổi Thân quyến rũ, hấp dẫn người khác bởi sự hoàn hảo trong công việc. Họ rất trân trọng tình cảm, nhạy cảm với những thay đổi nhỏ của đối phương. Là người thông minh, họ biết cách giữ hòa khí, giải quyết êm đẹp khi chẳng may mối quan hệ phát sinh mâu thuẫn. Ngoài ưu điểm thì tuổi Thân cũng có một số nhược điểm như đôi khi tự tin thái quá hoặc khôn lỏi khiến người khác mất lòng. Dân gian có câu, người ta tuổi Ngọ tuổi Mùi, riêng tôi nay những ngậm ngùi tuổi Thân, khiến nhiều người lầm tưởng rằng người tuổi Thân phải chịu trắc trở vất vả. Thực tế là tuổi nào cũng có người sướng người khổ thôi. Ví như những người tuổi Thân nổi tiếng dưới đây thì chẳng có ai cho rằng họ khổ cả. Ở Việt Nam, những cái tên như Nguyễn Trãi, sinh năm Canh Thân, năm 1380, Lương Thế Vinh, sinh năm Canh Thân, 1460, Phan Châu Trinh, sinh năm Nhâm Thân, 1872, Phạm Hồng Thái, sinh năm Bính Thân, 1896, Ngô Gia Tự, sinh năm Mậu Thân, 1908, đều đã ghi dấu ấn lịch sử, trở thành niềm tự hào của dân tộc. Thân chỉ muốn dựa vào sức mình để giành lấy thành công, không ưa luồn cúi, xu nịnh bợ đỡ kẻ khác. Vì thế, dù có rơi vào đường cùng, cũng không chịu cúi đầu. Người này biết cách nắm bắt thời cơ để tự tạo tài lộc cho mình. Họ là người phóng khoáng, vì thế mà tiền trong tay thường khó có thể tiết kiệm. Cần một người ở bên giữ gìn cho mình. Ưu điểm, tài trí hơn người, tư duy xuất chúng, khả năng hành động tốt, phản ứng nhanh nhạy. Người này khá hiếu thắng, song bản chất là người tốt, có tinh thần trượng nghĩa, biết nắm bắt thời cơ hành động. Đây là người có tài ăn nói, giỏi đoán ý người khác, là bậc thầy về nghệ thuật xã giao, có thể nhanh chóng làm quen và trở thành bạn bè với người lạ. Có điều họ thích tự do và không thích bị người khác khống chế, đam mê theo đuổi những thứ mới lạ, thông minh, tài trí, có khả năng sáng tạo cao, có tài thuyết phục người khác, cũng rất thích thể hiện năng lực của bản thân. Họ cực kỳ thích hợp theo những nghề mang tính chất biểu diễn hay quảng cáo, bán hàng. Xin chúc mừng tuổi Thân vì bạn là con giáp. Năm 2023 may mắn, bản mệnh càng chủ động, dám nghĩ, dám làm thì càng dễ dàng tiến xa. Tử vi tuổi Thân năm 2023 cho thấy, trên phương diện sự nghiệp, nếu dám thoát khỏi vùng an toàn của mình, dám chấp nhận thử thách, thì bạn sẽ vừa tích lũy nhiều kinh nghiệm quý giá, vừa dần khẳng định vị thế của mình. Các hoạt động cầu tài cũng diễn ra thuận lợi trong năm 2023 này. Nhờ vậy mà người kinh doanh buôn bán trở nên rủng rỉnh hơn hẳn. Trong năm, cơ hội kiếm tiền khá nhiều, đôi lúc còn ập tới cùng lúc khiến cho bạn choáng ngợp. Hãy bình tĩnh để có thể cân nhắc xem đâu là cơ hội phù hợp nhất với mình. Trên phương diện tình cảm, người độc thân sẽ sớm cải thiện tình trạng hiện tại của mình nếu bạn chịu mở lòng. Tất nhiên bạn vẫn cần thời gian để tìm hiểu và xem xét cẩn thận về đối phương, nhưng đừng quá khắt khe kẻo bỏ lỡ người thật sự quan tâm tới mình. Với người đã có đôi, năm 2023 sẽ là giai đoạn để hai bạn củng cố mối quan hệ. Nếu tình cảm đã chín muồi, cả hai có thể tính đến chuyện xa xôi hơn.
Tử vi tuổi Thân năm 2023 được đánh giá là khá bình lặng, ít phải đương đầu sóng to gió lớn. Dường như những người tuổi này chưa tìm ra được hướng đi mới để bứt phá, nên chỉ có thể tiếp tục làm những công việc đã quen thuộc từ trước tới nay. Tử vi tuổi Thân năm 2023 rơi vào năm Quý Mão có thiên can Quý Thủy để lộ thương quan, thái tuế Mão Mộc để lộ chính tài, tạo thành bố cục thương quan sinh tài, địa chi là năm Mão, còn ám hợp địa chi bản mạng là Thân. Theo lý luận thập thần thì thương quan tọa chính tài, mạng mạnh mới đại cát, người yếu mạng thì bất cát. Như vậy, từ những phân tích ở trên có thể thấy rằng năm Quý Mão là một năm khá may mắn với tuổi Thân. Người này sẽ có lợi ích về mặt hợp tác làm ăn và nó sẽ là những mối làm ăn không công khai. Vận trình chủ yếu đến từ các hạng mục bên ngoài, liên quan đến tài chính tiền bạc. Về phương diện sự nghiệp, tuổi Thân cũng gặp nhiều may mắn. Bạn sở hữu trí tuệ thông minh, lanh lợi, làm việc gọn gàng nên dễ dàng thăng tiến trong công việc. Nhờ quý nhân ám hợp, người tuổi Thân hoàn toàn phát huy được tài năng, thể hiện sự đa tài, đa nghệ trong công việc. Về chuyện tình cảm, bố cục ám hợp có vẻ không thuận lợi cho bạn, dễ xuất hiện những đoạn tình cảm không rõ ràng, ẩn giấu. Người có gia đình rất xấu nên cần lưu ý, người độc thân e rước thanh danh không được tốt. Ngoài ra, bạn còn mang hung tinh nguyên thần, ngụ ý rằng vận trình tán tài tán lộc sẽ xuất hiện. Trong quá trình kiếm tiền cần lưu ý, biết lượng sức mình, không nên tham lam, bằng không bản thân sẽ rơi vào tình trạng tiền mất tật mang. Cát vận của tuổi Thìn chủ yếu về cát tinh chính tài và ám hợp che chở. Nó nhắc nhở người tuổi Thân cần đi theo con đường làm ăn hợp pháp, đúng theo quy định thì sẽ thành công. Lòng đức cát tinh che chở, e là việc gì cũng dễ dàng thuận lợi. Trong đó tuổi Thân có 4 vận may bất ngờ chắc chắn ập đến trong năm 2023, đó là người tuổi Thân năm nay có 4 vận may tốt. Tốt nhất là vẫn gặp được phượng cát cát tinh ở đường tình duyên. Cả năm nay cưới hỏi hay hôn nhân đều đẹp, sinh con thông minh ngoan ngoãn, thuận lợi cho việc kết hôn, sinh nở. Đặc biệt là các bạn nữ còn ế nên tranh thủ giao tiếp với nhiều người, biết đâu gặp được ý trung nhân của đời mình. Ai cũng có ý định sinh con thì nên bồi dưỡng sức khỏe trước khi thụ thai. Ngoài ra, bản mệnh có sức khỏe rất tốt. Người trước đây không khỏe, nếu điều trị tích cực thì dễ có thể có kết quả hồi phục lý tưởng. Cả năm được hồng phúc che chở. Đường ngoại giao được dịch mã quý nhân thôi thúc nên mồm mép rất khéo léo, nhanh nhẹn, thúc đẩy vượng khí cả năm. Trấn áp hung tinh dễ được quý nhân giúp đỡ. Khi gặp khó khăn, năm có thương quan cát tinh nhập mệnh thì nhiều phúc khí, làm gì cũng may mắn. Các mối quan hệ trong xã hội cát lành, khó khăn có người ra tay cứu giúp, kẻ gian không có cơ hội hãm hại bạn. 4. Đại vận tuổi Thân năm 2023 thì mặt sự nghiệp chủ về bố cục thiên can năm là Quý Thủy gặp Mão Mộc tạo thành tương quan sinh tài. May mắn là cung mạng của bạn có vận trình ám hợp thái tuế nên có thể xem là hanh thông. Bạn là người có phản ứng khá nhanh nhẹn, mưu lược giỏi các quyết sách chiến dịch, phong cách làm việc cơ trí, linh hoạt nên công việc khá trôi chảy gọn gàng. Trong quan hệ với đồng nghiệp, đối tác, người tuổi Thân cũng không quá câu nệ với sự thoải mái, đồng thời cũng khiến vòng tròn giao tiếp của bạn mở rộng. Với người làm văn phòng thì bạn cần lưu ý sự ương bướng, ngang ngạnh của thương quan. Đôi lúc quá kiên quyết chính là mối quan hệ với cấp trên. Bạn càng thăng tiến thì những việc bạn làm sẽ càng phải cẩn trọng và chu đáo. Với người kinh doanh thì tinh thần chăm chỉ vươn lên sẽ đóng vai trò quan trọng trong năm 2023 của bạn. Ở đây, mối quan hệ Mão Thân ám hợp còn ngụ ý rằng vì sự tổn thất hoặc thất bại của đối thủ mà bạn sẽ có cơ hội thành công mới. Vận tài lộc của Thân ở năm 2023 được dự báo đến từ vận sự nghiệp bởi thương quan tài cần sự thăng tiến trong nghề nghiệp chính.
mối quan hệ từ công việc chính để thăng hoa trong tiền tài. Ở đây, người tuổi Thân có được căn khí sinh thịnh vượng từ thương quan mà phát huy hết tài hoa của mình, giúp vận tài lộc của bạn từng bước rộng mở hơn. Nhưng nó cũng ngụ ý rằng người tuổi này quá mạnh mà trở nên hiếu thắng. Sự thành công của bạn là đến từ thất bại của người khác. Nếu không biết khiêm nhường thì chính bạn sẽ đi vào vết xe đổ của người đi trước. Với người làm văn phòng, bạn nên chăm sóc thật tốt công việc hiện tại, không nên có suy nghĩ nhảy việc. Đây là năm mà cấp trên sẽ soi bạn khá nhiều, nên cần có sự mềm mỏng, cần thiết. Không nên biến mình thành con ngựa bất kham, cái gai trong mắt sếp. Với người làm ăn kinh doanh thì sự cạnh tranh trong ngành sẽ nhiều hơn. Nếu không biết cách khôn khéo, e kẻ khác sẽ nẫng tay trên của bạn. Ngoài ra, nguyên thần hung tinh cũng sẽ khiến cho người này gặp nhiều tổn thất, tiền kiếm được nhiều mà chi tiêu cũng khá nhiều. Và bây giờ là vận trình chi tiết từng tuổi Thân theo năm sinh âm lịch năm 2023. 1. Bính Thân sinh năm 1956. Nhìn chung 2023 không có quá nhiều sóng gió với tuổi Bính Thân. Nếu biết an phận thủ thường, đương số nên hài lòng với những gì mà mình có và suy nghĩ tích cực để có thể tận hưởng hạnh phúc tuổi về già. Chớ nên nóng nảy gây thù chuốc oán với mọi người, cũng chớ nên cả tin nghe theo lời rủ rê của người không đáng tin cậy. Bản mệnh không gặp quá nhiều biến động trong các công việc hàng ngày. Tuy nhiên khi có vấn đề xảy ra thì bạn bình tĩnh đối diện, không nên quá lo lắng sốt ruột, đẩy bản thân vào trạng thái căng thẳng. Về tiền bạc, nhìn chung bản mệnh không phải lo lắng đến chuyện chi tiêu trong năm 2023 này. Có điều, người làm ăn cần cẩn trọng trong hoạt động đầu tư, chớ nên chủ quan, đặc biệt về việc ký kết hợp đồng kẻo gây hao tài. Về tình duyên gia đạo, phương diện tình duyên khá bình ổn. Bạn cần trò chuyện và thông cảm cho nửa kia của mình nhiều hơn, chứ chớ nên hành xử nóng nảy. Đồng thời, bản mệnh cũng cần học cách lắng nghe và tin tưởng con cái nhiều hơn. Về sức khỏe có đôi chút giảm sút so với khoảng thời gian trước đó. Song đó là quy luật tự nhiên, bạn không nên quá lo lắng. Hãy vận động thích hợp, chớ nên cố gắng làm việc gì quá sức. 2. Mậu Thân 1968. Năm 2023 bình ổn nhưng không có nhiều cơ hội phát triển cho Mậu Thân. Muốn gặt hái thành tích tốt, bạn phải cố gắng dựa vào sức của mình. Như vậy mới khiến cho quý nhân chú ý. Phương diện tình cảm, bạn cần lắng nghe nửa kia nhiều hơn, không nên tự quyết mọi việc trong nhà. Về công việc, con giáp nữ này nên cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, chớ nên làm biếng. Nếu là người nữ vị trí lãnh đạo, bạn cần lắng nghe cấp dưới nhiều hơn, không nên quyết định độc đoán. Về tiền bạc, phương diện tiền bạc không có những bước tiến triển quá đáng kể trong năm 2023 này. Để hạn chế nguy cơ hao tiền tốn của, bản mệnh chớ nên cả tin, làm gì cũng cần phải kiểm chứng thông tin. Về tình duyên, gia đạo, hãy dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của mình. Quan hệ vợ chồng nhiều khi không yên bình, bạn cần phải lắng nghe nửa kia nhiều hơn, không nên hành xử nóng nảy. Về sức khỏe, thực chất bạn cũng đã khá lớn tuổi, vì thế cần chú ý chăm sóc sức khỏe nhiều hơn trước. Hãy ăn uống lành mạnh khoa học, vận động hợp lý và khám chữa bệnh định kỳ. 3. Canh Thân 1980. Năm 2023 không có quá nhiều phát triển nổi bật với bản mệnh, nhưng may mắn là khó khăn cũng không quá khó giải quyết. Với kinh nghiệm và sự bình tĩnh của mình, bạn hoàn toàn có thể vượt qua. Việc làm ăn nhìn chung ổn định, bạn cần phải cố gắng dựa vào sức mình, chớ tham lam kẻo vướng rắc rối. Về công việc, năm nay bản mệnh làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, không nhận được nhiều sự giúp đỡ của người khác, nhưng nhờ thế mà bạn phát hiện ra điểm mạnh của mình. Hãy cố gắng không ngừng, ông trời sẽ không phụ thuộc công sức của bạn. Về tiền bạc,
người tuổi Canh Thân không đạt được quá nhiều bước phát triển về tài lộc trong năm 2023 này. Song đừng vì thế mà sốt ruột, nôn nóng làm giàu. Bạn nên dành thời gian để phát triển thêm kỹ năng và vốn hiểu biết của mình. Về tình duyên, gia đạo, trong gia đình đôi khi không tránh khỏi chuyện vợ chồng lục đục. Bạn và người ấy hãy học cách quan tâm, thấu hiểu cho nhau hơn. Đồng thời, dù bận rộn đến mấy, hãy luôn dành thời gian cho con cái. Về sức khỏe của bản mệnh không gặp phải quá nhiều vấn đề trong năm 2023. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng khi tham gia giao thông, luôn giữ tỉnh táo khi hoạt động tay chân, vận hành máy móc. 4. Nhâm Thân 1992. Nhâm Thân muốn gặt hái thành công trong năm 2023 này, cần dựa vào sức của chính mình, không thể phụ thuộc vào người khác. Dám thử thách bản thân, bạn sẽ gặt hái thành công. Phương diện tình cảm bình lặng, không có nhiều biến động, bạn nên chủ động hơn trong việc thể hiện cảm xúc của mình. Về công việc, hãy dành thời gian học hỏi kiến thức mới và dũng cảm đối diện với thử thách. Như vậy, bạn mới có thể gặt hái thành công. Bên cạnh đó, bạn cũng cần chủ động trong mọi việc, chớ dựa dẫm vào người khác. Về tiền bạc không có nhiều biến động trong năm nay. Bạn cần nhanh nhạy nắm bắt các cơ hội nếu muốn làm giàu. Tuy nhiên, đầu tư cần lựa sức mình, chớ nên chạy theo số đông hoặc mất cảm hứng nhất thời. Về tình duyên, gia đạo, phương diện tình cảm khá bình lặng, chưa có nhiều thay đổi lớn. Người độc thân cần chủ động trong các mối quan hệ thì mới mong tìm được người phù hợp về sức khỏe. Vì còn trẻ tuổi nên bản mệnh vẫn khá khỏe mạnh. Tuy nhiên, bạn cần sinh hoạt điều độ hơn, chú ý rèn luyện thể thao, cẩn trọng khi tham gia giao thông, đề phòng tai nạn bất ngờ. Quý vị thân mến, trên đây Tử Vi Việt đã chia sẻ những thông tin về tử vi tuổi Thân năm 2023 ở đầy đủ các phương diện cuộc sống. Mong rằng những thông tin này hữu ích cho bạn trên hành trình Su Cát Tỵ Hung trong năm mới Quý Mão tới.